Cô xin chào tất cả các bạn xin thân mến nhé. Chào mừng các em đã quay trở lại trong video ngày hôm nay của cô. Và ở video này thì cô sẽ tiếp tục ôn luyện cho chúng ta đó là kiến thức của phân môn tiếng Việt để giúp chúng ta củng cố kiến thức trong kỳ nghỉ dịch này nhé. Và cũng là củng cố kiến thức để giúp chúng ta thi thật tốt trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2 này. Trước khi vào học thì chúng ta cùng ôn lại khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 nhé. Và các bạn đừng quên trước khi ra đường chúng ta hãy đeo khẩu trang và nhắc người thân trong gia đình chúng ta thực hiện để đẩy lùi dịch Covid-19 nhé. Và bây giờ để học cùng cô thì mời các bạn cùng chuẩn bị sách ô ly tiếng Việt và bút để chúng ta thực hiện cho dạng đề ngày hôm nay nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng chú ý lên màn hình. Đề ngày hôm nay cô muốn giới thiệu các bạn đó là đề số 7. Và ở đề số 7 này thì cô cũng có 3 phần chính. Đó là phần 1 la mã, phần đọc hiểu. Phần 2 la mã là phần viết chính tả. Và phần 3 la mã là phần tập làm văn. Bây giờ cô cùng các bạn sẽ đi thực hiện từng phần 1 trong đề số 7 này nhé. 1 la mã. Đọc thầm đoạn văn sau và khoanh vào câu trả lời đúng nhất. Cây gạo, mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào màu, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy, cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Vừa rồi các bạn đã được nghe cô đọc qua đoạn văn, đúng nào? Và bây giờ, trước khi vào phần làm bài tập, thì cô mời các bạn sẽ đọc thầm lại đoạn văn này trong 15 giây. Sau thời gian đọc thầm và quan sát lại đoạn văn như vậy thì mời các bạn cùng chuyển vào phần câu hỏi. Chúng ta đi vào câu hỏi số 1. Câu 1. Bài văn miêu tả cây gạo vào mùa nào? A. Mùa xuân. B. Mùa hạ. C. Mùa thu. Và D. Mùa đông. Và để chọn được ý đúng cho câu số 1 này thì chúng ta sẽ phải thực hiện quan sát vào đoạn văn, đúng nào? Và ngay ở câu đầu tiên của đoạn văn chúng ta thấy ở đây được đó là gì đấy? Mùa xuân. Vậy thì đã đọc được câu đầu tiên của đoạn văn rồi thì chúng ta đã biết được đâu là câu trả lời chính xác cho câu số 1 chưa? À, đó chính là ý A. Vậy thì cô khoanh vào ý A nhá. Tương tự như vậy, mời các bạn cùng chuyển sang câu số 2. Câu 2. Từ xa nhìn lại, cây gạo trông giống cái gì? A. Tháp đèn. B. Ngọn lửa hồng. C. Ngọn nến. D. Cả ba ý trên. Cũng giống như câu số 1, đối với câu số 2 này, cô yêu cầu các bạn sẽ quan sát vào đoạn văn. Sau khi quan sát đoạn văn như vậy rồi thì cô thấy có câu mà cô gạch bằng gạch mực màu đỏ, các bạn cùng quan sát. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Vậy thì cô thấy ở đây có hình ảnh tháp đèn khổng lồ. Vậy thì nhìn lại đáp án thì chúng ta thấy có đáp án A là tháp đèn. Đáp ứng đủ yêu cầu của bài thì cô sẽ khoanh vào ý A. Mời các bạn cùng chuyển sang câu số 3. Câu 3. Những chú chim làm gì trên cây gạo? A. Bắt sâu. B. Làm tổ. C. Trò chuyện ríu rít. D. Tranh giành. Mời các bạn cùng chú ý tiếp vào đoạn văn.
Và trong đoạn văn cô thấy có câu chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau và trò chuyện ríu rít. Vậy thì ở đây cô thấy có ý C là ý đúng cho câu số 3 này, thì cô sẽ chọn và đó là trò chuyện ríu rít, đúng nào? Khoanh vào ý C. Vậy là chúng ta đã dựa vào đoạn văn và trả lời được 3 câu hỏi đầu tiên trong một phần 1 La Mã rồi đấy. Và bây giờ mời các bạn cùng chuyển sang câu số 4. Câu 4. Từ ngữ nào trong bài văn cho ta thấy cây gạo có những cử chỉ giống con người? A. Gọi đến bao nhiêu là chim? B. Lung linh trong nắng? C. Như một tháp đèn khổng lồ? D. Nặng trĩu những chùm hoa? Vậy thì ở đây các bạn chỉ cần quan sát và 4 đáp án người ta cho. Và chúng ta thấy ngay được ở đáp án A có từ gọi các bạn này, đúng không nào? Từ gọi này đó chính là cử chỉ của con người. Vậy thì cô thấy được là đáp án A chính là đáp án đúng cho câu số 4 này đấy. Và bây giờ cô sẽ khoanh vào ý A nhé. Tiếp theo mời các bạn cùng chú ý vào câu số 5. Câu 5. Em thích hình ảnh nào nhất trong bài và vì sao? Để thực hiện được câu số 5 này thì cô sẽ yêu cầu chúng ta đọc thầm lại bài trong vòng 15 giây và hãy tìm cho mình một hình ảnh mình thích nhất trong đoạn văn và hãy nêu được vì sao em thích hình ảnh đó, đúng không nào? 15 giây bắt đầu. Sau thời gian quan sát vào đoạn văn như vậy thì ở đây cô sẽ làm mẫu một hình ảnh và trả lời vì sao mà cô thích hình ảnh đó. Các bạn có thể dùng để tham khảo và những bạn khác có thể thích hình ảnh khác thì chúng ta ghi vào nhé. Ở đây em thích câu từ xa nhìn lại cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Và cô thích hình ảnh này bởi vì cây gạo rất to và đẹp, đúng không nào? Ở đây các bạn có thể tham khảo hình ảnh này và ngoài ra thì các bạn có thể thích hình ảnh nào khác thì các bạn sẽ viết vào câu số 5 này nhé. Mời các bạn cùng chuyển sang câu tiếp theo. Câu 6. Câu mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim thuộc kiểu câu gì? A. Ai là gì? B. Ai thế nào? C. Ai làm gì? Và D là cả ba ý trên. Vậy thì chúng ta thấy ở trong câu này có từ cây gạo gọi. Từ gọi ở đây chính là từ chỉ hoạt động, đúng không nào? Vậy thì nó chính là từ chỉ hoạt động thì nó chính là mẫu câu ai làm gì, đúng không nào? Cô sẽ có đáp án C. Tiếp theo mời các bạn cùng chuyển sang câu số 7. Bộ phận in đậm trong câu cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân trả lời cho câu hỏi nào? A. Làm gì? B. Là gì? C. Khi nào? Và D. Thế nào? Vậy thì ở đây chúng ta thấy ngay từ già chính là từ chỉ về đặc điểm, đúng không nào? Vậy thì theo các bạn đâu là câu hỏi để hỏi về đặc điểm đấy? À, ở đây chính là câu hỏi thế nào? Vậy thì cô sẽ khoanh vào ý D, đúng không nào? Mời các bạn cùng chú ý sang câu số 8. Câu 8. Cặp từ nào dưới đây trái nghĩa với nhau? A. Lạnh, rét. B. Nặng, nhẹ. C. Vui, mừng. D. Đẹp, xinh. Vậy thì cặp từ trái nghĩa các bạn đã được học rồi. Và ở các đề trước thì cô cũng đã nêu, đúng không nào? Và bây giờ thì cô sẽ nhắc lại thế nào từ trái nghĩa để chúng ta làm thật chính xác cho câu số 8 này nhé. Từ trái nghĩa là từ mang ý nghĩa trái ngược nhau.
Vậy thì các bạn quan sát nhanh trong 4 cặp từ này thì đâu là cặp từ trái nghĩa? À, chắc chắn là cặp từ B, nặng, nhẹ, đúng nào? Vậy thì cô khoanh vào ý B. Và bây giờ mời các bạn cùng chuyển sang câu số 9, cũng là câu hỏi cuối cùng trong phần 1 La Mã mà cô muốn giới thiệu tất cả các bạn. Câu 9, đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong hai câu sau. Các bạn hãy quan sát câu trên bảng. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Giống như thuở trước, cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền lành. Vậy thì ở đây các bạn sẽ phải điền dấu phẩy vào chỗ nào trong hai câu mà đã cho trên bảng. Mời các bạn cùng suy nghĩ. Sau thời gian suy nghĩ như vậy thì các bạn sẽ quan sát lên bảng để đối chiếu xem bài của cô với lại suy nghĩ của các bạn hoặc bài nào các bạn có giống nhau không nhá. Cô có hết mùa hoa, phẩy, chim chóc cũng vãn. Giống như thuở trước, phẩy, cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền lành. Vậy là cô đã thực hiện xong được yêu cầu của bài, đó là đặt dấu phẩy vào hai câu người ta đã cho trước, đúng không nào? Và bây giờ cùng các bạn cùng chuyển sang phần 2 La Mã, đó là phần viết chính tả. Và đối với đề số 7 ngày hôm nay thì cô sẽ yêu cầu chúng ta viết bài Việt Nam có bác, trang 109. Và đối với bài viết chính tả này thì chúng ta sẽ nhờ phụ huynh hoặc anh chị đọc chúng ta viết. Và nhớ là đối với bài thơ này thì chúng ta cần phải viết theo thể thơ 68, trình bày thật đẹp cho cô đối với dạng bài này nhé. Và nhớ viết hoa tên riêng ở trong bài, đúng không nào? Và phần 2 La Mã, 3 La Mã là phần tập làm văn. Và ở đây cô yêu cầu chúng ta viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu về mùa hè. Và ở đây thì cô có một bài văn về mùa hè mà các em có thể tham khảo và viết ra sách ô ly tiếng Việt và học thuộc cho cô bài văn này nhé. Vậy là đến đây cô đã hoàn thành xong đề số 7 và cô cũng dừng lại tiết học của mình ở đây và cô xin chúc chúng ta sẽ ôn luyện thật tốt kiến thức trong kỳ nghỉ dịch này để chúng ta có thể đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới nhé. Đừng quên cho cô một lượt đăng ký kênh, một lượt theo dõi và thích đối với kênh của cô để có thể ủng hộ cô ở các video sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.